Chào mọi người, hôm nay TOEFL sẽ giới thiệu cho mọi người bộ phim kinh dị của Mỹ tên là Bào thai quỷ. Mở đầu bộ phim, James đang ở phòng khách uống rượu say, hình như anh có chuyện gì đó không vui. Tiếp đó chạy đến phòng vệ sinh đập đầu vào kính tự tử, nhưng không chết. Người vợ nghe thấy tiếng động liền vào xem, kết quả bị James dùng gậy đánh chết. Một bên nam chính là Adam đưa theo người vợ đang mang thai của mình là Lisa, chuyển đến một căn nhà lớn ở ngoại ô. Adam là một giáo sư đại học, nhà là do trường phân cho anh ấy. Chàng David là học sinh của anh, cậu ấy thường xuyên làm thuê ở trong khu này. Vợ chồng hai người họ tương đối hài lòng về căn nhà này. Ngày đầu tiên vào ở đã nhận được món quà của cô em vợ. Món quà này rất đặc biệt, người bình thường nhất định là chưa thấy bao giờ. Nó là một chiếc hộp sinh nở bằng gỗ, ý muốn hy vọng chị mình có thể sớm sinh em bé. Adam rất tò mò muốn xem bên trong để đồ vật gì, nhưng anh làm rất nhiều cách cũng không thể mở được nó ra, đành để nó lên trên cả lò sưởi. Vừa sáng ra, Adam đã phải đến trường để dạy học. Lisa ở trong nhà buồn chán không có việc gì làm, thấy gỗ sinh nở thú vị. Kết quả cô chỉ nhẹ nhàng đã có thể mở được nó ra, nhưng trong hộp lại không có gì. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Lisa liền ra ngoài dạo bộ. Ở trong rừng, cô gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ. Người phụ nữ này chính là người vợ ở đầu phim bị James đánh chết. Cô nói là mình bị lạc mất đứa con, hơn nữa tình trạng cơ thể rất tệ hại. Cô ấy chỉ vào bụng của Lisa nói, cô cũng như vậy, rất nhanh thôi, cả nhà sẽ sợ cô. Đừng yêu nó, cũng đừng bảo vệ nó, bởi vì nó không phải của cô. Lisa tưởng rằng mình gặp phải một kẻ thần kinh, liền quay người bỏ chạy. Nhưng sau khi cô về nhà, một loạt chuyện lạ liên tục xảy ra. Lúc ở phòng khách ngắm tranh, sách trên bàn đột nhiên rơi xuống, làm cô ấy sợ khiếp vía. Khi cô ấy cúi xuống nhặt sách, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen. Tiếp đó có tiếng gõ cửa đến, nhưng bên ngoài lại không có người. Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, lại nghe thấy tầng trên có tiếng trẻ con khóc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lisa tò mò đi lên tầng, ai ngờ phát hiện một em bé đáng yêu ở trong nôi. Ôi trời má, là ai bỏ lại đứa trẻ ở đây vậy? Bỗng nhiên đứa bé trên tay cô biến ra một khuôn mặt kinh dị. Lisa bị dọa, hét lên một tiếng và ngất đi. Adam tan làm trở về nhà, phát hiện vợ mình toàn thân đầy máu ngất trên sàn, liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói với Adam là đứa bé đã mất. Chuyện tồi tệ nhất là sau này Lisa không thể sinh con được nữa. Adam đứng đờ người, rốt cuộc là có chuyện gì? Bác sĩ suy đoán là có thể đã chịu sự kích động mạnh, hoặc là đã làm việc cực nhọc. Nguyên nhân cụ thể thế nào họ cũng không rõ. Khi biết chị mình phải nhập viện, em gái là Becky đã đến để chăm sóc cho cô ấy. Dưới sự chăm sóc của em gái, Lisa mau chóng bình phục xuất hiện. Sau khi về nhà, chuyện lạ lại lần nữa liên tiếp xảy ra. Chiếc hộp sinh nở vốn dĩ đặt ở trong phòng khách, lại không biết vì lý do gì mà lại ở trong cái nồi của trẻ em. Lúc Lisa soi gương, hình ảnh của cô lại đứng yên trong gương. Chiếc hộp sinh nở trước đây không mở ra được, bây giờ lại có thể dễ dàng mở ra. Becky nói với anh rể, chiếc hộp này được mua ở chỗ bán đấu giá. Kỳ lạ là Lisa phát hiện bức tranh trên tường cũng bị thay đổi. Mấy đứa trẻ đều nhìn chăm chăm về phía mẹ nó, nhưng trước đây rõ ràng không phải thế này. Hôm sau Lisa phát hiện, trong chiếc nôi lại nhìn thấy một bé gái khác. Lúc này lại dọa cô ấy sợ khiếp. Becky gan dạ liền lên tầng kiểm tra nhưng lại không nhìn thấy gì. Tất cả các hiện tượng xảy ra rất có thể là ảo giác của Lisa. Lisa đi khám nhưng cơ thể cô vẫn khỏe mạnh. Sau khi sảy thai rất có thể là do đau lòng nên Lisa mới như vậy. Tôi kê cho cô ấy chút thuốc an thần là được. Vì để tránh chuyện này phát sinh lần nữa, Adam liền bảo David gỡ bỏ căn phòng của con ra, nhưng việc này không làm mọi chuyện thay đổi. Nửa đêm đứa trẻ đó lại xuất hiện dọa Lisa. Adam chạy ra thì không thấy đứa bé đâu, nhưng lại thấy một bà cô lạ cùng với David ở trong mưa đang nói chuyện gì đấy. Đợi anh bình tĩnh lại thì bà ấy đã biến mất. Chẳng lẽ anh ấy cũng bị ảo giác? Adam cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ nên đã tìm đến một người ở trong trường để giải quyết mọi chuyện. Người đó là tiến sĩ Clark, anh ấy đồng ý ngày mai sẽ đến nhà Adam xem. Đồng thời Becky cũng gặp chuyện quái quỷ như vậy. Trong gương xuất hiện cô gái giống hệt cô ấy. Lúc bị ác ma uy hiếp, Becky đã để lại mảnh giấy, không nói tiếng nào đã bỏ đi. Cùng ngay, tiến sĩ Clark đến nhà Adam làm khách. Anh ta nói tất cả đều là hộp sinh nở gây ra. Lisa bị sảy thai là do cô ấy đã thả linh hồn trong hộp ra, là một vị giáo sư nổi tiếng. Adam không thể chấp nhận nổi chuyện này nên đã đuổi tiến sĩ Clark ra khỏi nhà. Lúc ông ấy sắp đi đã cảnh cáo Adam, có những chuyện không thể dùng khoa học để giải quyết vấn đề. Cậu và Lisa vẫn đang trong vòng nguy hiểm, nhưng Adam vẫn không tin, một cái hộp gỗ thì có gì nguy hiểm chứ. Nên anh đã vứt cái hộp ra ngoài cửa. Sau khi Clark rời đi, Lisa phát hiện bức tranh trên tường lại thay đổi. Ban đầu là những đứa trẻ đang nhìn người mẹ, nhưng bây giờ bọn chúng đang nhìn Lisa. Adam lúc tắm tự nhiên nhìn thấy một bà già, dọa anh ấy sắp tè ra quần. Anh ấy và Lisa không thể chịu được cuộc sống như vậy, thế là Adam gọi Clark đến nhà. Ông ấy nói, người Aztec gọi thứ này là hộp sinh nở, chỉ có người phụ nữ mang thai mới mở được nó. Cái hộp vốn không có ác ý gì, nhưng nó lại giống một nhà lao nhốt các linh hồn quái ác. Bây giờ chỉ cần bắt bọn chúng nhốt lại vào trong hộp là được. Vẫn nhớ trên báo đã đăng về vụ việc chiếc hộp sinh nở. Vợ của James lúc đó cũng vì chiếc hộp này mà sảy thai. Sau này không biết tại sao James lại giết chết vợ mình. Còn Lisa hôm sảy thai cũng gặp cô ấy. Cô ấy luôn nhắc Lisa cẩn thận với đứa trẻ trong bụng, nhưng Lisa không biết rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ đột nhiên nhớ lại, cô muốn tìm ra những linh hồn quái ác ấy. Tiến sĩ Clark để David đặt một cái mic ở mỗi phòng, có âm thanh truyền đến, linh hồn đó cũng xuất hiện. Ông ấy hỏi chúng muốn gì, chúng trả lời muốn sống và chết. Cậu tên là gì? Tôi tên Lisa bé nhỏ. Lúc này đèn trong phòng bỗng bị tắt.
Clark bảo cô ấy mau vào hộp sinh nở, nhưng Lisa bé nhỏ lại nói, có giỏi thì ông làm đi. Clark dùng thuật thông linh nhìn thấy Lisa bé nhỏ, thì ra linh hồn đó đã giết đứa con gái chưa ra đời của Lisa. Linh hồn đã bám theo cô ấy, chiếm cơ thể của cô ấy. Do linh hồn ấy oán hận rất mạnh, nên Clark không thể làm gì được. Bây giờ người duy nhất có thể giúp được bọn họ là James. Hai người đến nhà giam, hỏi James dùng cách gì để linh hồn đó quay lại chiếc hộp. James nói, mẹ với con phải đồng lòng, chỉ cần người mẹ chết thì đứa bé cũng sẽ biến mất. Đứa bé biến mất thì linh hồn ác quái đó đang trốn bên trong, tự nhiên cũng sẽ trở về chiếc hộp. Adam không muốn giết đứa trẻ, khẳng định vẫn còn có cách khác. Trên đường họ về nhà, linh hồn đó lại khiến bọn họ bị tai nạn xe. Adam tỉnh dậy sau cơn mê không thấy Lisa đâu, cuối cùng tìm thấy Lisa trong lò sưởi ở nhà. Còn những đứa trẻ trong bức tranh cũng biến thành ác quỷ. Adam không chịu được nên đã giết Lisa, còn Lisa một dao đâm chồng bị thương. Tiếp đến, Adam lại bị linh hồn đó tấn công. Trải qua trận chiến đấu, cái nĩa trong tay Adam đâm vào cơ thể của linh hồn quái ác ấy. Nhưng vừa xoay người nhìn lại, người nằm dưới đất lại là Lisa. Sau khi Lisa chết, linh hồn đó nhanh chóng trở lại chiếc hộp. Adam vì phạm tội giết vợ nên bị đưa vào nhà tù, còn chiếc hộp sơ sinh lại bị anh ấy gửi cho Becky. Câu chuyện này nói cho chúng ta, nhận đồ không rõ nguồn gốc thì đừng có tùy tiện mở ra. Được rồi, câu chuyện đến đây là kết thúc.